Sau khi truyền hình Quốc hội Việt Nam và các cơ quan báo chí phản ánh, phân tích về sự không hợp lý của đề xuất trích lại 70% tiền xử phạt vi phạm giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông, tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất, chính phủ đã bỏ đề xuất này. Tại phiên họp thứ 31 sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước, đồng thời trích lại không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương. Trong khi đó, luật xử phạt vi phạm hành chính đã quy định tất cả tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính hầu như bao phủ toàn bộ đời sống xã hội như lĩnh vực hải quan, biên phòng, quản lý thị trường, y tế, thú y, kiểm ngư, cảnh sát biển, chứ không chỉ mỗi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. Do đó, chính phủ đã quyết định rút đề xuất này khỏi dự thảo luật mới nhất trước khi diễn ra hội nghị đại biểu chuyên trách từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 tới. Chiều qua trên cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua địa bàn của tỉnh Quảng Trị lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe container đầu kéo khiến cho một người bị thương, hai xe hư hỏng và làm tuyến đường ách tắc kéo dài. Vụ tai nạn xảy ra tại đầu cầu Mỹ Chánh, Quảng Trị thuộc km 35+935 cao tốc Cam lộ La Sơn. Vụ va chạm khiến cho một người bị thương và hai phương tiện hư hỏng nặng. Hệ thống hộ lan và các phụ kiện liên kết trên tuyến cũng đã bị hư hỏng. Tại hiện trường, xe đầu kéo xoay ngang đường, xe tải ở làn trái tuyến nên đã khiến cho cao tốc Cam lộ La Sơn ách tắc kéo dài. Sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Từ đầu năm cho đến nay, thì trên tuyến đường cao tốc Cam lộ La Sơn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, làm 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Trưa nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Công an xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất điều tra vụ 3 người tử vong dưới hố ga tại một trang trại chăn nuôi lợn ở ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc vào sáng cùng ngày. 3 nạn nhân tử vong là hai mẹ con chủ trại heo và một người làm thuê là anh họ của chủ trại heo đều thường trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra vụ 3 người tử vong nghi do ngộ độc khí biogas. Theo chủ trang trại heo, trang trại đang nuôi 900 con lợn, hố ga nơi vợ, con và người anh họ tử vong có diện tích khoảng 9m², chiều sâu 3m. Thưa quý vị, 91 hộ dân ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã có đơn kiến nghị tập thể gửi đến đường dây nóng của truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh về việc mặc dù họ đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính cho phần đất giãn dân từ cách đây 20 năm, thế nhưng cho đến nay thì vẫn chưa được bàn giao đất để xây nhà. Các hộ dân cũng đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ba thế hệ phải ở tạm trên mảnh đất thuộc diện bị thu hồi. Ở cái tuổi gần đất, xa trời, mong mỏi lớn nhất của bà Thoa là nhận được suất đất giãn dân mà đáng lẽ ra gia đình bà đã phải được nhận từ gần 20 năm về trước. Tôi nộp trước là 30 triệu, là lần sau thì là nộp 200 triệu, là đi 230 triệu rồi. Thế mà chả thấy gì hết, đi bao nhiêu lần cũng chả được. Mà 20 năm rời nay rồi, có phải ít ỏi gì đâu. Gia đình bà Minh cũng chung cảnh ngộ. Căn nhà lụp sụp cấp 4 này là chỗ ở của 10 nhân khẩu, chỉ trông chờ vào suất đất giãn dân. Chờ cái đất giãn dân là mãi chưa có, thì bây giờ tôi mong muốn làm sao mà để càng sớm càng tốt. Bây giờ đông con, bây giờ chả biết làm nào đây, nhà bây giờ nụp xà nụp sụp thế này. Bất an, lo lắng, mong mỏi, chờ đợi là tình cảnh chung của 91 hộ dân thuộc diện được cấp đất giãn dân và đã nộp tiền cho Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm cũ, nay là phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm. Trong 91 hộ này thì có những người được một suất, có những người được nửa suất, nhưng mà đều là những hoàn cảnh khó khăn, trông chờ vào đất giãn dân để về có một cái chỗ ở nó rộng rãi hơn. Có những người mà đã chết rồi mà vẫn chưa được nhận được đất. Có những người mà đến bây giờ mà hy vọng nhưng mà vẫn gần như tắt ngấm.
Giải thích về vấn đề này, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phương Canh cho biết, năm 2006, huyện Từ Liêm tiến hành việc đền bù giải phóng mặt bằng. Đến năm 2013, vẫn còn 8 hộ chưa chịu nhận đền bù. Sau đó, luật đất đai 2013 có nhiều thay đổi, nên dự án gần như dừng lại. Đến thời điểm 2013, thì nó liên quan đến cái luật đất đai mới ra đời. Thì cái luật đất đai đó thì lại không có cái điều khoản nào quy định về đất ở giãn dân nông thôn. Chính vì vậy là dự án sau khi mà triển khai tiếp tục thì nó bị vướng mắc đến nay. Tôi cho rằng cần phải có những cái phương án cụ thể về việc là nếu tiếp tục dự án có tiếp tục được triển khai không, và nếu triển khai tiếp thì thời hạn thực hiện sẽ là bao lâu. Còn nếu trong trường hợp mà không thể dự án không phù hợp với quy hoạch hiện nay và không thể triển khai theo thì với những số tiền người dân đóng góp thì phải giải quyết như thế nào? Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và vẫn chưa có kết luận cũng như hướng giải quyết cho vụ việc này. Thưa quý vị, vào thời điểm 8 giờ 5 phút sáng nay thì nhiều người dân ở một số khu vực thành phố Hà Nội như là huyện Mỹ Đức, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân cho biết họ đã cảm nhận rõ sự rung lắc do dư chấn của trận động đất có độ lớn 4 vừa xảy ra tại huyện Mỹ Đức. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất là vào khoảng 16 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang theo dõi diễn biến động đất có độ lớn 4 tại khu vực huyện Mỹ Đức để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên với số tiền gần 3,4 tỷ đồng vì đã có 6 hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên có 6 hành vi vi phạm về luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Cụ thể, công ty này đã vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý nước thải theo giấy phép môi trường, tự ý xây lắp một đường mương dẫn khác bằng bê tông xi măng để dẫn nước thải sản xuất không qua xử lý ra môi trường đất. Nước thải nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, công ty này còn có vi phạm trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt cho hoạt động sản xuất phi nông nghiệp, báo cáo không trung thực, không đầy đủ về hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Với các vi phạm trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã xử phạt công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên với số tiền 3,390 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường để khắc phục vi phạm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Công ty phải phá dỡ công trình sai quy định về bảo vệ môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo quy định. Tối mai lúc 19 giờ, trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Trước trận thua đáng tiếc vào hôm 21 tháng 3 vừa qua, đây cũng là một trận đấu mang đầy hy vọng về một chiến thắng trên sân nhà và có thể tiếp tục đi tiếp tại vòng bảng. Tại buổi họp báo, huấn luyện viên Philippe Chuzier chia sẻ về khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam khi hai trong ba trận đấu sắp tới đều được đá trên sân nhà. Trong đó, trận đấu với Indonesia ngày mai cũng sẽ mang tính quyết định. Chúng tôi đã có những phân tích và phỏng đoán về cách tiếp cận của đội tuyển Indonesia. Họ có thể phòng ngự phản công hoặc là đẩy cao tấn công ngay từ đầu trận. Chúng tôi đã có nhiều phương án. Nhưng mà dù thế nào thì các cầu thủ đều phải nỗ lực toàn bộ trận đấu, không được bỏ cuộc. Sau trận thua đáng tiếc trước Indonesia tại sân khách, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã có nhiều buổi tập luyện chiến thuật khi quay trở về nước. Trong trận đấu ngày mai tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng đội tuyển Indonesia để trở lại vị trí nhì bảng và nắm quyền chủ động trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.